Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ bữa mình lướt ở trên TikTok đó mấy bạn. Cái mình thấy cái chỗ đồ điện Tuấn Anh nè. Ha, cái anh này anh bán ống nước mà để tưới cây kiểng á, tưới rau nữa. Có cái bét đó mấy bạn, mình thích quá. Cái mình đặt nè. Cái đơn hàng này của mình cây như mình quên rồi ta. À, 131.000 đó. À, 131.000 5 mét nha các bạn, 5 mét. À, với lại là có cái bét để mình chuẩn mình điều chỉnh cái lượng nước á ha. Thì nhưng mà bữa mình đặt xong rồi người ta giao gần tới rồi mình mới nhớ là 5 mét nó hơi ngắn quá mà mình muốn đổi ghê luôn á. Mà thôi kệ lỡ rồi, mình đặt luôn ha. Thì xốp gói nè. Mấy bạn thấy người ta gói hàng cũng gọn ha mấy bạn ha. Rất là gọn luôn. Đây. Và cái đơn hàng này của mình là ở Hà Nội, huyện Mê Linh, xã Liên Mạc. Ha, cái cửa hàng của anh này ở Hà Nội là mà anh gửi vô miền Tây của mình nhớ đây cũng mấy ngày à mà nhanh ghê luôn mấy bạn. À, bây giờ mình sẽ khui thử ha, sẵn là mình quay cho các bạn coi luôn, mình khoe ha. Đó, 5 mét. Thì nó cũng rẻ mấy bạn. Phí ship là mình nhớ ba mấy ngàn á, mà cái này là 92.000 nè. Cái sản phẩm của mình mua giá trị thật của nó 92.000 và phí ship nữa là 131.000. Mình thấy nó rẻ hơn so với ở ngoài cửa hàng. Mình anh mình mua ở ngoài cửa hàng á, cũng 5 mét mà 200 mấy á, 200 mấy vậy á. Thế mình thấy vậy thôi, mình đặt luôn. Chứ mình cũng không có thời gian đi đi mua nên là mình đặt luôn. Đây. Giờ trời cũng tối rồi nên là mình không có ra mình thử nghiệm cho mấy bạn coi được nha. Giờ tối hui rồi. Mình ra mình quay mấy bạn cũng không thấy đâu. Đó. Đây 5 mét đây. Để mình tưới cái vườn rau nhiệt đới của mình ha. 5 mét. Và cái ống mũ này khá là nhỏ ha mấy bạn ha. Vừa, vậy là vừa rồi. Chứ bự quá làm chi, mình tưới tốn nước nữa. Ha. Đây, đây là cái đầu bếp nè. Gói bằng màng co thôi chứ không có hộp. Bữa giờ mình mua đồ trên mạng nhiều ghê luôn mấy bạn. Nhà mình có sở thích mua đồ trên mạng. Đây, hiện tại mình cũng chưa biết xài nữa. Mình chưa biết xài sao hết. Đây là cái đầu này mấy bạn biết sao chưa không? Cái đầu này á, là để gắn vô cái gì ta? Cái đầu này là để gắn vô cái ống nước nguồn của mình ha, cái ống nước của mình. Còn đây, nó khá là chắc chắn nha, nó nặng lắm nha, cầm nó nặng tịch. Làm bằng gì ta? Nhựa ha, nhựa cứng. Đây 131.000 của mình đó. Còn cái này nữa. Đây nè mấy bạn, mình thích cái đầu bếp này quá. Đó ha, về cái mà mình gắn vô mình sử dụng à, để mình xuống mình nhờ anh rể mình gắn chứ mình không biết ra gắn mấy bạn ơi. Cái này không biết gắn. Đây, xuống đây mình nhờ anh rể mình gắn ha. Năm, chỉ em gắn nè. Năm, chỉ em gắn nè, y chang của anh luôn nè. Ở tầm
qua đâu có hả? Em qua đâu quay anh đâu, yên tâm nè. Gắn sao cái này, gắn sao vậy? Cái này trong cái kia mà hả? Cái này đúng rồi rồi. Còn cái này nó gắn sao nè, có cái khoen nữa nè. Ít rồi vô này mới khoen ngâm miếng xôi. Đúng rồi, chứ đừng có hư cái ống á. Xôi chứ miếng xôi đây à. Ngâm mấy năm vô này. Còn cái này khoen này bắt vô đây. Cái này mới mua cái ống kia lên. Mua cái ống nào gắn đâu ống kia à, ống nước mình lên á. Cái này mới hụt vô nè. Ống nước mình lên hả? Ờ. Em gắn vô ống nước máy mà ống nước mình lên vậy. Để em đi ngâm. Ừ. Đi ngâm cái em gắn vô em tưới thử coi. Rồi rồi sao cắt kia ra? Cắt cái gì? Mắm chai. Cái đầu á cắt ra là bỏ cái đó đó. Bỏ cái đầu xả đó. Ghê. Rồi hả? Ừ. Không phải nói lên cái nữa. Cái này đút vô không được hả? Không vừa hả? Vừa cắt kia ra, sao không cắt kia ra cho gắn? Cắt cái nào? Cái dầu xả ngoài á. Ừ. Mới gắn là vô. Còn mới gắn chia ăn cái nữa. Biết không? Không. Phần nào theo phần ấy đi. Ừ. Kia mời mới làm được. Dạ. Ừ. Đó vô nước thôi đi cho nó nở ra. Gắn cái bé nó vô đi. Mét vô vào đó mời mới làm cái kia được. Cái cắt thôi, mua keo, mua ống là kia nấu ra riêng chứ không phải. Dạ. À. Cứ làm nó có này nó đúng xè nha. Sao giờ nó dài quá, giờ mình muốn ngủ à. Anh mua gắt. Mày cái bét à. Cái con gắt nó. Cái bét là mình ngủ. Quậy bét thì người đầu ngủ rồi. Chứ cổ dây đâu phải có cái cục nhất nữa hả? Nè. Ừ. Có cái phải có cái cục nhất. Đúng rồi. Nó dặn chứ mày không có cái cục nhất thì mày dặn với ai. Nhưng cái gì cái này theo phép. Để theo chế. Chế vô cái ly á. Chế vô ly cà phê em á. Ly mới uống xong á. Cà phê cả đống đó mà. Hết rồi. Sáng bà quậy cho nó ly cà phê, phích cà phê nè. Thôi mắc công. Cà phê nó làm ly tối nay nó hứt á. Nó hạnh mà. Không quậy. Cho Thanh nó thấy hẹn quá, cho em ly. Con quẩy nước nhì cho nó. Chị ngồi chị hưu càng lại cho anh Năm. Ta đang quay mà đưa cái càng ra về hòn. Mày quay anh Năm mày. Đâu có quay anh Năm. Không có quay anh Năm. Quay không ngủ không à. Dài không? Nó dài. Vô nữa không nổ lắm. Nhưng đó là viên chức rồi. Mẹ nó mới vô chét mới bắt cô về rồi. 5 mét ngắn quá ha. Hai nước chưa đủ độ. Đúng mà tại cái này dài quá, cái này 4 phần. Vậy được rồi. Chứ đâu cần phải lên tới. Vậy em thấy được rồi. Được bắt cổ sáu. Thì nó khác thì ngon. Làm gì chảy máu vậy? Nó nở là nở không. Đấy, cái để thả cho nó tụ ha, cá niệm thanh. Có, sắp. Cái đó ngâm vô mới được. Rồi vậy bắt cổ dê á. Nè.
hồi nãy cái ống mũ còn tòng cái củ dê vô. Nó này thớp. Giờ tòng ngược lại. Ừ, vút lên. Tòng tháo cái bằng đó ra. Coi cái đó nó hở không? Có hở không? Đấy, đá xịt cũng không vụt nữa. Dễ vụt nó. Kệ gắn cho nó đủ bộ tam sên. Cái này là mua cái ống kia mới cắt làm lại mới được. Nè cha, ống này nè cha. Sao? Anh Nam mình nói cũng củ dê này thì mở nó ra. Ống kia tầm vô đó mới dặn lại. Ống ngoài á, đâu phải chạy ống riêng chứ hả cha tầm. Ông mốt á. Thì cho tầm này rồi cho bỏ cái nước xả ra cho mốt không có xả à. Đâu có em tính là đâu có để cố định đó đâu, mỗi lần ấy cái mở ra mở vô mà. Mở nào? Cái chậu này nè. Mỗi lần ấy gắn mở vô. Chứ cái ống mở nhiều khi rửa tay đồ là không được nữa. Đâu được nữa. Là đặc biệt để tưới lan không phải không? Đó. Tưới lan với tưới hồng. Cứ hai món đó mà chết cái giò nước người ta. Nè. Nó cẩn thận. Nó tăng đưa nhiễn đỏ. Tháng nhiễn nè. Anh để đi nước một hồi. Đúng thôi. Nó mời tính luôn rồi. Dạ. Ừ. Này giờ đâu có làm được, liền được. Đẹp không Nam? Đẹp có gì đâu đẹp. Tưởng đâu mình hỏi gì đẹp. Mới biết đã lời mình cái em đó. Em ra em kéo thử. Nước nè, quậy nước cho nó uống rồi nó để vậy nè. Uống xong rồi giờ đi làm việc. Mình rửa đi. Rồi. Để nó đi hồi em rửa. Không phải dọn mình đâu nha. Rồi như thì mình bây giờ để ngày mai ban ngày á mình mới gắn vô mình tưới được mấy bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình nha. Và mến chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.